Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 21 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày vừa qua thì các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ thời tiết đã dịu bớt. Tuy nhiên từ hôm nay thì nhiệt độ trên toàn khu vực bắt đầu tăng trở lại, nắng xuất hiện từ sớm và tới trưa chiều càng trở nên gay gắt hơn. Nhiệt độ tại khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động xung quanh ngưỡng 35 cho đến 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ thì mức nhiệt thấp hơn khoảng 1 độ, từ 34 đến 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng xuất hiện và gia tăng dần trong 2 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày ở nhiều nơi trên khu vực sẽ dao động trong khoảng 35 cho đến 38 độ, có nơi còn trên 38 độ vào khoảng thời gian sau 13 giờ chiều. Nắng nóng như vậy nhưng vẫn không gay gắt như các tỉnh thành miền Trung. Người dân nơi đây đang hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài hơn 10 ngày nay và chưa có dấu hiệu suy giảm trong những ngày sắp tới. Ngay từ 7 giờ sáng thì nắng đã bao trùm toàn khu vực và phải sau 18 giờ chiều thì nắng mới tắt dần. Thời điểm ban trưa và đầu giờ chiều là nắng gay gắt nhất, nhiệt độ quan trắc tại các trạm khí tượng là 36 cho đến 38 độ, nhưng thực tế ngoài trời thì nhiệt độ còn lên tới 42 cho đến 43 độ, nắng nóng gay gắt. Ngay cả khi đứng dưới bóng râm thì cảm giác vẫn rất bỏng rát và khó thở, người dân đang phải vật vã như sống trong chảo lửa. Trong những ngày tới thì nắng nóng vẫn là trạng thái thời tiết bao trùm toàn khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ 36 cho đến 38 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn mạnh, có nơi còn ở mức nhiệt cao từ 39 đến 40 độ. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm giảm mạnh vào buổi trưa sẽ khiến cho cảnh nóng càng thêm gay gắt và gia tăng tình trạng khô hạn và thiếu nước dọc các tỉnh ven biển miền Trung. Đối với các tỉnh phía Nam thì thời tiết ít biến động trong 3 ngày tới. Ban ngày khu vực Tây Nguyên trời nắng gián đoạn với nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ. Còn trên khu vực Nam Bộ thì nắng xuất hiện sớm và có cường độ nắng khá mạnh vào buổi trưa nên nhiệt độ cao hơn khu vực Tây Nguyên và dao động từ 33 cho đến 35 độ. Riêng thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Phú thì nhiệt độ ở mức là 36 độ, trời nắng nóng. Đến chiều tối, dưới tác động của gió Tây Nam ẩm thì mưa dông xuất hiện và tập trung nhiều ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Trong 3 ngày tới, tại khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến là không mưa, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ, có nơi còn trên 38 độ. Tại phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 22 đến ngày 24, toàn khu vực duy trì thời tiết nắng nóng, thời gian nắng kéo dài với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt cũng bao trùm toàn khu vực này khi mà nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 37 cho đến 40 độ. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, từ ngày 22 đến ngày 24, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Riêng ở vùng ven biển phía Nam thì nền nhiệt thấp hơn, phổ biến dưới 35 độ. Trở vào vùng cao Tây Nguyên, thời tiết ở khu vực ít biến đổi, duy trì ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 31 đến 33 độ. Từ ngày 22 đến ngày 24, tại khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Trong cả 3 ngày tới, tại thủ đô Hà Nội duy trì thời tiết nắng nóng, thời gian nắng kéo dài với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 38 độ. Trong cả 3 ngày tới, trên biển thì hầu khắp vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định, trời phổ biến là không mưa, ngày có nắng ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió thịnh hành theo hướng Nam với cường độ trung bình. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, cũng có gió Nam cấp 4, cấp 5, thời tiết thuận lợi cho hoạt động của các tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.